Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Thì hiện tại mình đang ở xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ha. Thì ông anh có nhà mình đang bán đuôi chèn hen nha anh em, đuôi chèn hen với động cơ nha. Đây. Thì anh bán máy bên đây nha anh em, máy kia chưa có bán nha. Máy bên đây nè. Máy này thì động cơ Vikino ha. Thì theo lời anh nói thì máy này zin chưa bung nha anh em, chạy rất là ok nha. Nói chung cái này Vikino ra đời đầu nên cũng hơi cũ xíu nha, ngoại hình hơi cũ xíu nhưng mà chạy rất là ngon nha, tại vì chưa bung rô đai ngon luôn đó. Anh em muốn mua thì alo số phone tiêu đề gặp ngay anh chủ nha. Thì đi hộp số của nó là IC80 nha anh em, IC80 nha. Thì nói chung hộp số thì cũng nước sơn lóc máy lóc rin nè. Nước sơn lóc màu xanh rin nha. Đó, thì giá anh để cũng vừa xài cho anh em ha. Nói chung nay đậu ngay đây bị mưa anh em ơi, đang mưa luôn, mưa ướt nha. Chứ không bị gì hết nha. Bị mưa nha. À, cái lắp số nè, số nè anh em. Cái lốc số in IC80 á. Thì máy này thì ảnh nói là ảnh bao chưa bung cho anh em nha. Để anh em nói là máy rồi thì anh em không mua nha. Thì ảnh sẽ bao với anh em là máy chưa bung, chưa làm máy nha. Chưa tháo gì hết nha. Đây. RV125 anh em ơi. RV125-2 nha. À, anh em có nhìn thấy ron rin không anh em? Ron rin nè. Nếu làm máy rồi thì sẽ ron khác nha, ron lô nha. Ron rin thì nó dính nước sơn lóc luôn nè. Đây. Bánh trớn thì cũng có đóng số nha. RV125. Thì máy bên đây là K700 ha. Cái này thì chưa có bán nha anh em. Tại nó nằm trong đây thì anh em thấy nó dính vô nha. Máy này chưa bán nha anh em. Thì ảnh kêu nhờ mình đăng máy này nha. Đó. Địa chỉ thì ở xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha. Thì anh bán giá là 14 triệu trọn bộ như vậy nha. Động cơ với đuôi IC80 và cặp bánh bánh lá luôn. Này thì có bọc đít giả sẵn luôn, anh em chỉ về là gắn lết vô là trạc thôi nha anh em. Bọc đít giả có sẵn luôn. Về chiếc ốc cứng là chạy thôi. Rồi, giá 14 triệu nha anh em. Anh em có thiện chí mua thì alo số phone tiêu đề gặp ngay anh chủ nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo luôn.